Thánh lễ chiều hôm nay long trọng mừng lễ các thánh tử đạo tại Việt Nam, cha ông của chúng ta. Và như vậy, chúng ta vui mừng trong ngày lễ cầu nguyện cho Hội đồng Mục vụ Giáo xứ bao gồm Ban Thường vụ, các ông trùm và trùm các giáo họ, các trưởng của các hội đoàn, các ca đoàn. Chúng ta cầu nguyện cho các thành viên được khỏe mạnh, được bình an, được nhiều ơn của Chúa và cảm nhận được niềm vui khi phụng sự Chúa, phục vụ anh chị em của mình. Thánh lễ cũng được dâng theo ý tạ ơn cầu bình an xin như ý, xin đền tội, cầu nguyện cho các linh hồn Maria, Joan, Phêrô, Phaolô, Giuse, Anna, Joachim, Joan Bautista, Giuse, Phêrô, Maria, Đa Minh, Anton, Joachim mới qua đời, Giuse mới qua đời. Cầu nguyện theo ý Presidium Nữ Vương, hồn xác Mẹ lên trời và Presidium Đức Mẹ La Vang, cầu nguyện cho tiên nhân các linh hồn, cầu nguyện cho theo những ý người xin. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Trong ngày lễ hôm nay chúng ta mặc đề, chúng ta mừng kính các thánh tử đạo tại Việt Nam. Nhưng nhìn vào tâm hồn, rất có thể chúng ta hổ thẹn vì không sống theo những gương sáng của các thánh tử đạo để lại cho chúng ta. Đó là yêu mến Chúa, đó là hy sinh, chịu thương, chịu khó. Xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho chúng con, để ngày lễ hôm nay lại hun đúc tinh thần chúng con, để chúng con biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, phục vụ anh chị em một cách tích cực. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy con một Thiên Chúa.
lời chuyển cầu của các thánh tử đạo tại Việt Nam, mỗi người chúng ta dâng lên Chúa một lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhậm lời các ngài chuyển cầu, cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Và xin Chúa ban muôn phúc lành cho quý ông, quý bà, các anh, các chị tham gia những công việc chung của giáo xứ, được dồi dào sức khỏe, được nhiều ơn Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Cha là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Ngài hằng sống và hiển trị cùng Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bà mẹ là người đáng khâm phục, vì bà can đảm chịu đựng, nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ 2. Hồi ấy có 7 anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antioco cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-xê cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy 7 người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng, nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một. Lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lẽ của bà tuy là một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Bà nói với các con, mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ như thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Bà nói với người con út, con ơi, con hãy thương mẹ. 9 tháng kêu mang, 3 năm bú mớm, mẹ đã nuôi dạy dỗ con đến gần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hô vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đau khổ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh em, mạnh mẽ chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con và các anh con cho mẹ. Đó là lời Chúa. Thank you.
nói với nhau rằng Chúa thương đối xử khoan dung, Chúa đã thử rất ư nhân từ, nên chúng tôi xin bao vui mừng hân hoan. Ai theo trong lễ sau sẽ thân trong vui sướng, ai đi trong đau thương sẽ về trong vui mừng. Lạy Chúa thương biên đội phận trong niềm hân hoan, ai theo trong lễ sau sẽ thân trong. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đấng làm cho nên công chính, ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
mời quý ông bà anh chị em ngồi. Kính thưa cha sở, kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, hôm nay con rất là vui, hạnh phúc được cùng dâng lễ với cha sở, cùng với quý ông bà anh chị em, đặc biệt là bổn mạng của hội đồng mục vụ. Quý ông hôm nay ai cũng ăn mặc chỉnh tề, đẹp, không chỉ bên ngoài mà cả bên trong, bởi vì các ông đã sắp xếp chuyện gia đình, ít nhất xin phép các bà. Như vậy mình nhiệt tình hơn trong chuyện nhà thờ, tốn nhiều thời gian lắm, mất giờ. Bấy nhiêu người khác họ bận biểu rồi phải chu toàn bổn phận, nhưng cái chuyện mình đến phục vụ nhà thờ với lòng yêu mến Chúa và cái sự khéo léo của mình để mình đặt ưu tiên. Bận biểu công việc thì ai cũng bận hết, nhưng mà mình biết sắp xếp chuyện nào là ưu tiên một, chuyện nào là ưu tiên hai. Và ước mong làm sao qua cái ngày lễ hôm nay mình nhiệt tình hơn nữa. Trước đây mình có nhiệt tình rồi nhưng mà chưa đủ. Và đôi khi mình làm những việc đó có khi vì bổn phận mà thôi. Bây giờ mình đặt thêm cái lòng yêu mến vào trong đó một chút nữa. Mình đặt tình yêu vào trong công việc. Trước đây có những anh em, ông chánh điện cái nó hơi kẹt chuyện nọ, bận chuyện kia, khất lần hay là mình đi trễ về sớm gì đó, thì ước mong làm sao đó qua cái ngày lễ hôm nay mình nhìn vào gương các thánh tử đạo Việt Nam, cha ông của mình, các ngài cũng như mình, nhưng mà các ngài có lòng tin, có lòng đạo đức, lòng yêu mến Chúa cách đặc biệt, và các ngài đã chu toàn bổn phận của mình. Và các ngài chẳng phải ai đâu xa, là tổ tiên ông bà cha mẹ của mình. Gia sản ông bà cha mẹ có thể không để lại cho mình số tiền lớn, những cái nhà cao tầng, nhưng các ngài đã để lại cho mình gia sản đức tin. Ông bà anh chị em thấy, cha mẹ của mình đâu có học giỏi đâu, có khi dốt không biết chữ, vậy mà thuộc kinh hết các kinh, lần chuỗi đọc kinh cầu nguyện, sống đạo đức thánh thiện, yêu thương nhau, chu toàn bổn phận, vậy mà nuôi mình ăn học khôn lớn. Bây giờ kinh kệ mình hơi dở rồi đó, rồi mình ít tha thiết với việc nhà thờ, rồi mình sống cái cách đối xử với nhau cũng không giống người xưa, mình tính toán với nhau. Hồi nãy con thấy quý ông xếp hàng 8 ông là thừa tác viên ngoại lệ đi trao mình thánh chúa phụ cha sở, tốt lắm. Nhưng mà các ông sẽ thấy những người hàng tháng mà mình mang mình thánh chúa đó, nằm đó chờ, chờ cha, chờ quý ông. Đó là hình ảnh của mình sau này. Cha mẹ vất vả cực khổ, một thân một mình lặn lội, rồi gồng gánh nuôi 5-10 đứa con vuông tròn. Vậy mà tới giờ phút này 5-7 đứa con nghe nói nó thành đạt, nó sung túc, nó có công ăn việc làm, nó có hãng xưởng, vậy mà nó không có thời gian để nuôi cha mẹ. Mà anh chị em đến thăm người già thử, có mình nè, con nè, con đi chào mình thánh chúa, mình con đọc kinh nè, chúa ở cùng anh chị em, ai đâu đáp, con đáp luôn, không có ai đâu. Bữa kia ông biện, ông bị té, ông gãy cái xương đòn, đâu chạy xe được, con đi mình con đọc, đọc 30 người về là khỏi ăn cơm luôn, muốn chết luôn. Con cái nó đi đâu á, và nó lo cái chuyện của nó. Đó là hình ảnh của mình. Vậy thì ước mong làm sao mình còn khỏe, còn trẻ, mình sống, mình đối xử với nhau, trước tiên ưu tiên số 1 dành cho Chúa của mình. Chúa chính là gia nghiệp của cuộc đời mình. Và chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, ông bà anh chị em ơi, Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. Chỉ có Chúa. Còn con người mình bạc bẽo, phù tình, bạc nghĩa, không biết ơn. Rồi nhiều người thốt lên những lời, những câu buồn chán, thất vọng, bởi vì mình đã dồn hết sức tình yêu thương, vậy mà mình chẳng nhận được gì. Nó con người mình là thế. Và ông bà anh chị em chứng kiến biết bao nhiêu người thân yêu trong giáo xứ của mình ra đi rồi. Cứ nghe chuông tử ngân lên thì mình cứ tưởng đâu ai đó chưa tới phiên mình, biết đâu chừng Chúa đang gia hạn cho từng người mình.
gia hạn cho vài tháng nữa hay một năm nữa để mình có sửa đổi cuộc đời hay không? Và cái cách đối xử của mình hàng ngày đó, bạn chị em, làm sao để mình xứng đáng mình mang danh là Kitô hữu, là người mang Chúa Kitô, có Chúa Kitô. Con mới dạy kết thúc khoa học hôm qua có cái bài số 4 hay lắm, có cái câu vợ chồng hãy là Chúa Kitô cho nhau. Và anh chị em cũng vậy, mình nhìn người khác, người này người kia, anh kia chị nọ là Chúa Kitô thì mình sẽ không bao giờ nghĩ xấu, nói xấu, làm điều xấu đối với họ, mà mình hết lòng thương mến. Chúa ơi, hồi trước sao mà cái lúc mà mới yêu thương nhau, nói lời ngọt ngào, dành nha, chạy đi mở cửa, dìu từ trên xe xuống, vậy mà cưới nhau về mới có mấy năm, không thèm nhìn mặt. Kế nhà thờ con có cặp vợ chồng kia, hồi trước kể cho con nghe, nói cha biết không, hồi mà mới quen con nó nói nè, em ơi em có biết không, ngày nào mà anh không nhìn thấy mặt em á là anh không có ăn uống gì nổi hết trơn á, hay tội nghiệp, nó mới yêu nhau á thầy thấy cũng thương, rồi cưới nhau về mới có 3 năm mà, vậy mà chiều chiều hai vợ chồng dọn cơm ở ngoài trước sân ngồi ăn, thấy chồng không bao giờ nhìn mặt vợ, cứ gầm xuống cái chén và cơm. Vợ lấy làm lạ mới hỏi anh ơi, mấy ngày nay sao anh ăn cơm mà anh không nhìn mặt em vậy? Nói tao thấy cái mặt mày tao nuốt cũng không vô. Mà mới đây, mới có 3 năm mà anh cho em thấy vậy á. Rồi cái nhà của mình nó nặng nề, nó buồn chán, vô phương. Con cái nó lớn rồi, nó đi làm ăn rồi, gã nó ở phương trời nào rồi. Ở nhà có hai ông bà, người bới tô ngồi ăn. Rồi làm sao đây? Mà Chúa nói làm sao? Nơi nào có hai ba người hợp nhau cầu nguyện nhân danh Chúa thì có Chúa hiện diện. Ở nhà mình lâu lắm rồi, không có Chúa. Ông bạn chị em coi lại trong nhà của mình, có người nói với con, cha thấy nhà con đẹp không? Chúa từ nhà trên xuống nhà dưới, xuống tới nhà bếp luôn. Bởi vì mua Chúa, chuột Chúa về treo đây. Con nói đẹp lắm, nhưng mà Chúa của bà để dành để trưng bày triển lãm mà thôi, chứ không phải để tôn thờ. Bởi vì chưa từng thấy vợ chồng con cái đọc kinh chung, thấy sâu chuỗi đóng đinh trên cây cột đó, bồ hông nhành nhện nó bám nhiều lắm là biết rồi. Có lần đâu ha, mình mua gì mình để rồi gắn đèn chớp cho nó đẹp thôi. Chúa không cần cái đó, Chúa cần cái tấm lòng. Và con người mình cũng vậy, sống trên đời cần có một tấm lòng. Mọi cái nó qua hết đó bạn chị em, nó sẽ qua hết, còn lại cái tình, cái lòng để mình nhắc nhớ nhau. Con là hai lúa nhà quê nha, con chia sẻ kiểu nhà quê. Ông bạn chị em thấy như lời thánh Gióp, thân trần truồng sinh ra tự lòng mẹ, tôi sẽ trở về với bụi đất cũng trần truồng. Và ông bạn chị em chứng kiến người trong nhà của mình á, ông bà nội, ông bà ngoại, cha mẹ của mình khi tắt thở đem theo được cái gì? Súng lợi tắm xác, thay cho bộ đồ, đi vô phòng kiếm được mấy cái quần cái áo cũ, rồi bên hội thiện tử nó bỏ thêm mấy cái bao trà cho xong. Thế là xong một kiếp người. Rồi xin lễ quả chăng năm sau ngày đó nó nhớ nó xin lễ. Mà nhà quê của con bây giờ nó lạ lùng, ngày hôm nay là lễ tang, nhưng ngày này năm sau là một ngày vui như chưa từng được vui. Lựa cái dàn nhạc sống nào cho thiệt hay thiệt lớn để nó hát, nó hò, nó múa tưng bừng. Hỏi hôm nay làm gì mà vui dữ vậy? Dạ thưa cha, kỷ niệm một năm thằng chồng con chết. Nó mừng, nó vui vô phương, không thấy xin lễ, không thấy đi lễ, và mời những anh chị em đến cầu lễ đọc kinh nó cũng không đọc, bởi vì nó đang bận biểu ở dưới nhà bếp, rồi nó chuẩn bị bộ đồ gì đó, chuẩn bị âm thanh gì đó. Mà anh chị em thấy mà có thực tế như vậy. Vậy thì mình có được những gì ngày hôm nay, ngay cả mạng sống của mình là do Chúa ban. Được mẹ bồng ẩm đến đứng ở đây để lãnh nhận bí tích rửa tội, được mẹ dắt tay đến nhà thờ chỉ cho biết Chúa, chỉ cho cách làm dấu thánh giá, rồi mình cùng với chúng bạn học lớp rước lễ vỡ lòng, thêm sức bao đồng. Và một ngày đẹp trời, hai anh chị nắm tay nhau đến cũng đứng chỗ này để mình nói lên lời nguyện ước thành hôn. Rồi mình sống trong đời sống gia đình,
sinh con đẻ cái cũng ẵm bồng tới đây. Và một ngày đượm buồn chuông nhà thờ đổ lên là mình không còn đi nữa, mà có chiếc xe nó đẩy mình cũng đúng vào chỗ này, chiếc xe cuộc đời. Thế là xong. Vậy thì từ khi mình mở mắt chào đời cho đến khi nhắm mắt lìa đời, mình luôn gắn liền với giáo xứ. Tại sao mình không yêu mến nhà thờ, không yêu mến giáo xứ? Người ta nói là nhà chung là vậy, hay lắm. Nhà chung là nhà của Chúa, nhà của tất cả mọi người mình, chứ không phải là nhà của cha. Nó vô nhà cha chơi không có. Nhà chung hết, mình tới nhà rồi mình yêu mến ngôi nhà thờ của mình, nó cư mang thân thương lắm. Và con nói với quý ông bà anh chị em, mình phải yêu mến ngôi nhà thờ vật chất bằng gỗ đá này, và mình thường xuyên lui tới để đọc kinh cầu nguyện tôn thờ Thiên Chúa, và mình góp cái phần của mình vào trong đây, thì mình mới có một cái tấm vé, có một cái cơ hội vào trong nhà Chúa trên thiên đàng sau cuộc đời chóng qua này. Bạn chị em thử ngồi suy nghĩ, có khi nào mình cầm cái chổi mình quét cái bàn, có khi nào mình cầm cái cây lau mình lau cái nền nhà thờ, mình vô nhà thờ mình nhìn lau phong năm nay hơi cũ rồi đó, tường rêu phong xung quanh thế nọ thế kia? Không, chuyện của cha, chuyện của mấy ông hội đồng mục vụ, mấy ông đó làm chơi không không lo làm, mình không có góp phần của mình vô. Dạ ông bạn chị em ơi, con nói nhỏ với quý ông bạn chị em nghe nè, có khi nào đi lễ ông bạn chị em cầu nguyện cho cha sở không? Dạ thưa không. Nhớ không? Nhớ. Cầu nguyện cha sao lúc này thấy cha hôm hem quá rồi đó nghe. Coi già đi cái chân thì dở không nổi rồi đó. Thấy cha hơi yếu rồi đó. Dạ thưa không. Chút xíu nữa đây tang lễ ông bạn chị em hãy về. Thấy mẹ mình nằm võng á, nhìn gương mặt của mẹ sao lúc này hốc hác quá, tóc trắng thôi bay thưa lắm rồi. Vì ai? Vì đàn con lũ cháu mà lưng mẹ còng, mẹ vất vả. Tuổi già của mẹ như chuối chín cây rồi, biết đâu một mai gió lay mẹ rụng thì mình không còn mẹ nữa, và suốt cuộc đời này mình biết tìm mẹ ở đâu? Vậy mà mình không biết quý. Thấy nằm đó đó mệt, thai tả mệt, đúc mệt quá. Thấy mẹ ta chết thấy ham cho bà nằm hoài. Mình nói vậy đó, mà anh chị em nghe được không? Rồi trong đời sống gia đình của mình, thỉnh thoảng mình nhìn lại mấy chị, mấy cô nhìn lại gương mặt người chồng của mình ấy. Bữa nào ông xỉn về ông nằm đó đó, lúc này hốc hác lắm rồi đó nghe, cái bộ đen đúa, bởi vì lặn lội vất vả cực khổ đem tiền về cho vợ cho con. Rồi mấy ông cũng nhìn lại mấy bà tội nghiệp, lúc này căng da mặt mấy lần rồi đó chứ, vẫn nứt nẻ chân chim chân cò, khô héo khô gầy. Vì ai? Vì chồng, vì con. Hồi đó đến với mình tuổi xuân xanh đẹp lắm. Vậy thì mình hao mòn vì nhau, vì tình yêu. Mà anh chị em phải làm sao đó mình đọc được, mình cảm được tình yêu, tình thương sao mà cân đo đong đếm được. Nhưng mà mình cảm nhận được và mình đọc được cha mẹ thương mình, nhà thờ cứu mang mình, và đặc biệt Thiên Chúa yêu thương. Chúa yêu thương, Chúa ban cho mình được sống, được làm người, làm con Chúa là quý lắm rồi mà anh chị em. Giờ này ông bà anh chị em đi qua bệnh viện Chợ Rẫy á, 10 tầng lầu mà trông cho được rút cái bình oxy ra để thở bình thường như mình, trông cho được xuất viện về nhà đi tới đi lui với con cháu mà cũng không được. Mình còn khỏe đi tới đi lui, gặp người nọ người kia quý lắm rồi. Vậy thì mình hãy trân trọng, mình hãy biết quý những gì mình đang có. Những cái mình đang có đây là do Chúa ban. Mình phải biết trân trọng món quà Chúa ban cho mình. Chúa ban cho mình có người cha, người mẹ, có giáo xứ, có anh chị em, có cộng đoàn yêu thương. Mà anh chị em lấy làm vui đủ rồi, mình đừng đòi gì nữa. Quá khứ đau thương nó đã qua, tương lai phía trước chưa biết thế nào. Nhưng mà mình hãy sống trọn vẹn giây phút hiện tại này. Có cái bài hát đó mà anh chị em, nếu chỉ còn một ngày để sống thì mình phải sống như thế nào? Sống trọn tình, sống vẹn nghĩa với nhau. Ngày hôm nay mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam là những bậc cha ông của mình. Mình cũng được mang dòng máu của các ngài, dòng máu nhiệt huyết, dòng máu yêu thương, dòng máu kiên cường, dòng máu của những bậc anh hùng. Để làm sao đó mình kiên vững vào trong Chúa, đặt hết niềm tin vào Chúa giữa những khó khăn thử thách,
ngay cả những nghịch cảnh của cuộc đời. Giọng bạn chị em hãy tin chắc rằng Chúa của mình không bao giờ để con cái phải đau khổ. Chúa không có thử thách quá sức đâu. Hãy đến với ta, hỡi tất cả những ai đang lao nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Bởi vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Chúa của mình là như vậy đó mà anh chị em. Và mình kính lòng Chúa thương xót, lòng thương xót Chúa trải dài bao thế hệ từ đời nọ tới đời kia dành cho những ai biết kính sợ Ngài. Kính sợ Chúa là đầu mối mọi sự khôn ngoan. Ông bạn chị em hãy đặt tất cả niềm tin của mình cho Chúa, rồi mọi sự Chúa sẽ liệu. Mình đang đi tìm, đi kiếm cái gì đó ở ngoài Chúa của mình. Chúa là nguồn mạch của tình yêu, nguồn mạch của bình an, nguồn mạch của ân phúc. Khi mình có Chúa thì mình sẽ có những cái đó. Mình muốn sống được, mình phải được nối kết vào trong sự sống của Chúa. Ví dụ mình như những cái bóng đèn đó mà anh chị em, muốn chiếu sáng được thì mình phải được nối vào trong nguồn điện là chính Chúa. Chúa của mình là nguồn mạch và Chúa là cây nho, chúng con là cành. Mình sống được là nhờ cái nhựa sống từ Chúa. Và ngày hôm nay kính thưa quý ông, trong hội đồng mục vụ có thể nói quý ông là những thành phần ưu tú trong giáo xứ của mình, được chọn lựa. Được chọn lựa chứ tự nhiên khơi kêu vô đại không có đâu. Được chọn lựa, sắp xếp coi cái ông này nghe, hiền từ đạo đức, siêng việc nhà thờ, mời vào. Rồi được anh em đề cử, được cha xứ chuẩn nhận, rồi mời đức giám mục xuống. Không, chuẩn nhận ở dưới con là đeo cái băng. Mấy bà đeo vô nhìn giống hoa hậu lắm, rồi mấy ông thì đeo vô là đeo cái băng đi. À, đẹp, ngồi cho đẹp đội hình. Nhưng mà ước mong làm sao cái lòng của mình cũng phải đẹp, là mình tận tâm, tận lực. Và quý ông ơi, nên thánh là chu toàn bổn phận của mình cách vui vẻ. Nói phải hồi đó ta đi tu, ta làm đức giám mục, đức giáo hoàng là ta làm thánh rồi đó. Bây giờ ta có vợ con khổ quá. Không phải. Trong đời sống hôn nhân gia đình là con đường nên thánh. Vậy thì mình hãy chu toàn bổn phận của mình mà chu toàn cách vui vẻ. Vậy thì mình là trùm khu, mình trong hội đồng mục vụ, hội đồng của mình, từng chức năng nhiệm vụ của mình á, quanh ông phó nội phó ngoại gì đó, vậy thì cái chức năng nhiệm vụ được giao phó đó mình hãy cố gắng chu toàn. Và mình chu toàn xong chưa đủ, hỗ trợ cho anh em của mình. Và quý ông quý bà nhớ rằng chính Thiên Chúa sẽ chúc phúc ban ơn. Ủa, con đi vô nhà thờ con quét nhà thờ, con đi làm chuyện nhà thờ, vậy thì ai thế con làm chuyện nhà? Dạ, chính Chúa sẽ thay thế cho mình. Hãy yên tâm, Chúa không bao giờ lấy bất cứ cái gì của con người mình. Chúa chỉ thay đổi một chút xíu cho tốt hơn mà thôi. Chúa đâu có hà tiện đâu mà anh chị em. Có khi nào thấy Chúa hà tiện, Chúa hẹp hòi, Chúa lấy cái này của con, Chúa tước đoạt cái khác của con? Dạ không. Đằng sau những cái bệnh tật, những cái rủi ro ông bạn chị em sẽ đọc được, đọc được trong ý định nhiệm màu của Thiên Chúa, Chúa sẽ thay đổi chút xíu để cho con người mình vững vàng hơn, tốt đẹp hơn mà thôi. Xin ơn Chúa giúp qua lời chuyển cầu của các thánh tử đạo Việt Nam, ban cho quý ông niềm tin son sắt, cậy dựa vào Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ luôn phù hộ, Thiên Chúa sẽ luôn chúc lành cho công việc của quý ông. Thời gian dài, lâu lâu con mới được lên Sài Gòn làm lễ một lần, lỡ rồi cho nó trễ luôn. Con sẽ kể cho quý ông bạn chị em nghe một cái câu chuyện này. Cái chuyện ngao sò ốc hến thì ai cũng biết hết ha. Trùm sò trùm vô phương mới vào. Chỉ có con mới biết cái câu chuyện phía trước, đó là mẹ của trùm sò. Mấy bà chắc con không biết đâu. Mẹ của trùm sò còn trùm hơn trùm sò nữa. Trùm mới vào. Ăn không dám ăn đó. Mua khoai lang dụng mà ăn lặt vặt vậy thôi, để dành tiền mua vàng. Thế là mẹ của trùm sò sống dai lắm, hà tiện đâu có ăn đồ quá chất gì đâu mà chết sớm. 90 mấy tuổi rồi, nhưng bà biết trong mình trong ấy không ổn. Lúc này thở khó thở, chân đi không nổi, mắt mờ, biết sắp về với tổ tiên ông bà. Bà mới kêu trùm sò lại là đứa con duy nhất bà yêu thương. Trùm sò à, mẹ sắp về với ông bà tổ tiên rồi. Bây giờ mẹ nói với con, mấy cái hũ vàng để ở bụi chuối sau hè đó là của con đó. Hai cái khạp vàng để ở góc cột của con luôn. Nhưng mà hai cái bao vàng để ở dưới sàn này là của mẹ nha.
Khi mẹ tắt thở, con làm đám hết sức đơn giản. Kiếm chiếc điện cũ phơi lúa bữa trước rách đó, quấn mẹ dậy sơ sơ được rồi, đỡ tốn tiền. Nhưng mà nhớ bỏ 2 bao vàng theo cho mẹ. Thế là 3 ngày sau mẹ trùng sò tắt thở. Bà tắt thở thì bà đi về thế giới bên kia. Cái thế giới bên kia đông lắm bạn chị em. Cái lúc này lũ lụt rồi dịch bệnh nó đi quá đông. Thế là mẹ của trùng sò thân già khệ nệ ôm 2 bao vàng. Đi với bao người cùng đi. Đi một ngày đàn bà cảm thấy đói và mệt. Ở dưới kia cũng bán hàng hóa như trên mình vui lắm. Cơm tấm, phở, hủ tiếu, nem nướng, thơm vô phương. Mẹ của trùng sò đói lả. Thế là bà ghé vào trong một quán. Vốn hà tiện mà cẩn thận. Cô ơi, phở này nhiêu tô vậy? Cô nhân viên trả lời, thưa bà, 1 đồng. Vậy tô lớn nhiêu? Cũng 1 đồng. Tô nhỏ nhiêu? Dạ cũng 1 đồng. Thế là bà kéo ghế ngồi, cho một tô bự nhất, lớn nhất, có 1 đồng bằng cô kia. Thế là cô nhân viên bê một tô phở đến bàn của bà. Bà chuẩn bị ăn, thì cô nhân viên nói, thưa bà, xin cho tính tiền. Thế là mẹ của trùng sò rút 2 khâu đưa cho cô nhân viên. Đây, tiền đây. Cô nhân viên trả lời với bà, thưa bà, ở đây chúng tôi không xài loại tiền này. Mẹ của trùng sò mới nói, cho cái 2 khâu 24 carat mới mua bữa trước ở tiệm vàng Kim Bình. Dạ thưa bà, ở đây không có xài loại tiền này, mà ở đây chúng tôi chỉ xài những đồng tiền cho đi mà thôi. Mẹ trùng sò mới hỏi, của đồng tiền cho đi là đồng tiền gì? Dạ thưa bà, đồng tiền cho đi là đồng tiền mà khi còn sống ở trần gian, bà có giúp đỡ ai, chia sẻ, đóng góp gì cho ai không? Những cái đồng tiền đó giờ đây mới có giá trị. Đâu bà lục lọi bà kiếm coi. Thế là để tô phở đó, bà lục trong 2 cái bao vàng, bà lục trong túi áo bà ba, túi áo bà tư, kiếm nát hết trơn, không có đồng tiền cho đi nào. Còn những đồng tiền này của bà là những đồng tiền thu vào, bởi vì bà ức hiếp, bà bóc lột, bà gian lận mới có. Và ở thế giới này không xài đồng tiền này đâu bà ơi. Thế là mẹ trùng sò nhịn đói và phải chịu chết một lần nữa. Kính thưa quý ông bạn chị em, qua câu chuyện này để nhắc nhớ từng người mình, khi mình nhắm mắt xuôi tay, tất cả mọi thứ nó bỏ mình hết. Chức vụ, danh vọng, quyền lợi và ngay cả người thân yêu của mình. Chỉ có công phúc và việc làm phước đức mới dẫn mình tới cửa thiên đàng gặp Chúa mà thôi. Xin ơn Chúa giúp qua lời chuyển cầu của mẹ Maria và thánh cả Giuse, thương ban ơn chúc lành cho cha sở cũng như quý ông bạn chị em trong giáo xứ thân thương của chúng ta, để từng ngày mình nên giống Chúa hơn và ước mong từng gia đình của mình giống như thánh gia xưa, một gia đình thánh, gia đình luôn có Chúa ở cùng và các thành viên trong gia đình luôn biết sống cho nhau và sống vì nhau. Amen.
kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người mời Đức Chúa Cha mà Đức Chúa Con mà ta. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy: tôi tin hội thánh duy nhất thánh thiền công giáo và tông truyền, tôi tin xưng có một phép rửa thể tha tội, tôi trông cậy kẻ chết sống lại và sức sống đời sau. Anh chị em thân mến, Đức Kitô là vị chứng nhân trung thành của Chúa Cha, Người đã gieo vào lòng đất nước Việt Nam thân yêu chúng ta những hạt giống các thánh tử đạo, đầy lòng dũng cảm để làm chứng cho tin mừng. Trong tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Ta là mục tử nhân lành đã hiến mạng sống cho đoàn chiên, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các đức gia mục và linh mục trong toàn thể hội thánh luôn hết tình tận tụy lo cho đoàn chiên và hăng say giao giảng tin mừng trong mọi hoàn cảnh. Chúa đã ban sức mạnh cho các thánh tử đạo để các ngài hy sinh mạng sống và làm chứng cho tin mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong hội thánh cũng được lòng can đảm để làm chứng cho Đức Kitô. Xin Chúa nhận lời chúng con. Các thánh tử đạo đã vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho quý chức Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Hà Đông luôn tận tâm và hăng say phục vụ trong tinh thần tin mừng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Các thánh tử đạo đã chấp nhận trở thành hạt lúa mì gieo vào lòng đất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta cũng biết theo gương các ngài hy sinh làm việc tông đồ, làm chứng cho Chúa để cứu rỗi linh hồn chúng ta và mọi người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, cho đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh. Xin nhập lời các ngài chuyển cầu, mà cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa đã vui lòng chấp nhận lễ hy sinh của cha ông chúng con. Xin công thương chấp nhận của lễ tín dâng đây và làm cho chúng con trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu chúng con. Tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã kêu gọi các bậc tiền bối của chúng con bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá để làm chứng cho Cha. Ngay từ lúc tin mừng mới được loan báo trên quê hương đất nước chúng con, nhờ Cha ban ơn trợ giúp những con người vốn mỏng giòn yếu đuối đã trở nên can đảm phi thường. Chính khi các ngài chịu trăm bề đau khổ, Cha biểu lộ cho mọi người thấy sức mạnh của tình thương. Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và
và không ngừng tung hô rằng: Chúa, chúng ta là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cơ, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bàn trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Các thánh tử đạo tại Việt Nam theo gương Chúa Kitô để rồi liều thân chịu chết để làm chứng cho tin mừng. Ngày hôm nay tất cả con cháu được mời gọi sống tin mừng trong thế giới hôm nay. Với những tâm tình đó, cộng đoàn dâng lên Cha kinh nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoại thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoại thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Niềm vui bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây triền Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, phúc những ai được mời dự tiệc triền Thiên Chúa.